Teresa Avila. Tính hào hiệp là một nhân đức đẹp. Nó làm ta mơ ước những điều cao cả, dành cuộc sống để trao tặng một điều gì đó tuyệt vời cho thế giới này. Bởi vì khiêm tốn không có nghĩa là che giấu khả năng hoặc chôn cất tài năng của mình. Chúa Thánh Thần không vui vì sự hư mất của chúng ta, cũng như không mong đợi chúng ta từ bỏ ước mơ của mình. Ngược lại, Ngài đưa chúng ta vào cuộc phiêu lưu để sống những điều vĩ đại. Điều này thật rõ ràng trong cuộc đời Thánh Teresa Avila. Từ khi còn nhỏ, Thánh nhân đã mơ ước làm những điều vĩ đại cho Đức Kitô. Nhưng vào thời điểm đó, hơn 500 năm trước, những người phụ nữ không có vị thế trong xã hội cũng như trong giáo hội. Thánh nữ được khích lệ khi đọc hạnh các thánh và các sách hiệp sĩ. Đó là lý do tại sao một ngày nọ, khi còn là một đứa trẻ, Teresa muốn trốn thoát với anh trai mình, với mong muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Đức Kitô trong các vùng đất của dân ngoại. Năm 1535, Teresa vào tu viện nhập thể ở Avila. Nhưng có thể nói rằng, chỉ 20 năm sau, sự biến đổi vĩ đại từ chị đã xảy ra. Hành động mạnh mẽ nhất của Chúa Thánh Thần. Chẳng mấy chốc, chị cảm nhận được lời mời gọi của Thiên Chúa để cải cách đời sống của những đan sĩ Carmen, đưa họ trở lại tinh thần khổ hạnh và nhiệt thành phúc âm, nơi hạnh phúc không thể thiếu. Thánh Gioan Thánh Giá đã tham gia với Ngài trong cuộc cải cách này. Cả hai đều bị nhạo báng và bị đàn áp, nhưng không gì có thể ngăn cản người phụ nữ này quả quyết và kiên định. Bằng hoạt động quyết liệt của mình, chị đã tham dự một trải nghiệm thần bí rất cao siêu. Điều này đã được phản ánh trong các tác phẩm tâm linh của chị. Chính vì điều này mà chị được tuyên phong là một tiến sĩ của giáo hội. Thánh Teresa đã thành lập nhiều tu viện cải cách. Điều này cũng có nghĩa là Ngài đã phải di chuyển rất nhiều và phải hao tổn sức khỏe. Do những chuyến đi như thế mà người ta đã gọi Ngài một cách khinh bỉ là người phụ nữ bồn chồn và lang thang. Nhưng bất chấp những bách hại mà thánh nhân phải chịu đựng từ chính những người có thẩm quyền của giáo hội, lúc hấp hối, Ngài đã nói: "Tôi chết, con gái của giáo hội." Bởi vì Chúa Thánh Thần đấng mời gọi chúng ta sống những điều vĩ đại cũng dẫn chúng ta đến sống trong sự khiêm tốn và tình huynh đệ, không bao giờ trong sự phân cách và chia rẽ. Thánh Teresa Avila là gương khích lệ tuyệt vời. Ngài mời gọi chúng ta để mình được Chúa Thánh Thần dẫn dắt mà không sợ sệt hay hèn nhát, vì biết rằng khi kết hợp với Chúa và vượt lên những gì chúng ta đang thấy, cuộc sống của chúng ta sẽ mang lại nhiều hoa quả.